Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cầu 68. Mình biết có rất là nhiều bạn muốn tham gia vào những game NFT Play to Earn, nhưng vì một số game thì vốn ban đầu bỏ ra quá lớn, hoặc là những game các bạn chưa chơi bao giờ các bạn cũng thấy hơi rủi ro, thì câu hỏi đặt ra đó là có những game NFT nào Play to Earn nhưng mà không cần vốn bỏ ra ban đầu hay không? Thì câu trả lời đó là có. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn top 6 game NFT các bạn vừa chơi game vừa kiếm tiền được và vốn bỏ ra ban đầu bằng không. Thì các bạn hãy bắt đầu video với mình nha. Khi bắt đầu video ngày hôm nay thì Jenny có một thông báo rất quan trọng muốn gửi đến các bạn. Cho những bạn nào chưa biết thì tụi mình có một cộng đồng về game, chuyên về game tên là 68 Gaming. Thì bạn nào chưa tham gia thì nhớ tham gia, mình sẽ để link bên dưới nha. Ok, thì cộng đồng của tụi mình đang tổ chức một chương trình rất là lớn, đó là Axie Infinity Scholarship. Cho những bạn nào chưa biết chương trình này thì đây là một chương trình tụi mình sẽ trích ra một số tiền lớn để tụi mình build, tụi mình xây dựng nên những cái team Axie Infinity. Thì tụi mình sẽ tạo cơ hội cho tất cả các bạn chúng ta cùng tham gia chơi game, và vừa chơi game thì chúng ta vừa kiếm tiền được. Thì đây được gọi là một cái chương trình scholarship, tức là tụi mình bỏ vốn và các bạn bỏ thời gian và công sức. Mình biết bây giờ thì tình hình dịch bệnh cho nên là một số bạn cũng đang gặp vấn đề về tài chính, hoặc là một số bạn có rất nhiều thời gian rảnh mà chúng ta không tối ưu được thời gian của mình. Thì mình nghĩ là các bạn có thể tạo cho bản thân một cơ hội, các bạn có thể đăng ký, mình sẽ để cái link đăng ký ở bên dưới ha. Và đây là một cơ hội cho các bạn vừa chơi game, vừa tìm hiểu về NFT và blockchain, và các bạn vừa kiếm được thu nhập bằng tiền thật. Thì các bạn nhớ đăng ký, bởi vì số lượng đăng ký rất là nhiều, rất là đông, bởi vì đợt này mình sẽ mở số lượng lớn, cho nên là các bạn nhớ đăng ký thật là nhanh, cũng như là điền hết sức chi tiết và đầy đủ thông tin của mình, để khi mà tụi mình chắt lọc những bạn nào hợp lệ thì mình sẽ liên hệ với các bạn. Ok, thì mình sẽ để link bên dưới, các bạn nhớ đăng ký nha. Trước khi mình nói chi tiết 6 game này là những game gì, cách chơi như thế nào, thì chúng ta cần phải rõ ràng với nhau ngay từ đầu. Tức là các bạn không cần phải bỏ một đồng vốn nào vẫn chơi game được. Tuy nhiên thì cái play to earn, cái yếu tố earn ở đây, cái là cái kiểu yếu tố kiếm tiền ở đây, nó hơi khác một chút so với những game mà các bạn bỏ vốn ra ban đầu. Thì mình cũng phải nói trước luôn để không có khiếu nại hay là phốt nhau sau này. Thì cái yếu tố earn ở đây có những cách như sau. Nó sẽ không nhiều nha, nó sẽ không nhiều như là những cái game mà bạn bỏ vốn ở đâu. Cách thứ nhất đó là họ sẽ cho các bạn một cái pool reward. Thì cái này là tùy game. Cái pool reward là gì? Ví dụ như là họ sẽ cho các bạn một cái giải thưởng trong vòng một tháng hoặc là một tuần, đó là 150.000 token tương ứng với cái game đó. Nếu như mà bạn tham gia game, bạn được top những người 100 người chơi giỏi nhất chẳng hạn, thì họ sẽ chia đều cái pool thưởng 150.000 đó cho 15 người chơi xuất sắc nhất. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái pool này mình thấy là họ sẽ chia theo season, tức là theo từng mùa, một năm sẽ có vài mùa như thế, và một năm sẽ có vài pool như thế cho game. Cách thứ hai đó là họ sẽ cho các bạn collect những cái vật phẩm hoặc là NFT ở trong game. Thì cái này đơn giản thôi, thì các bạn chơi game các bạn sẽ được thưởng những cái vật phẩm, những cái NFT ở trong game, đúng không? Vật phẩm có thể là nói chung cũng tùy game, có thể là vũ khí, những cái thanh kiếm hay là những cái viên ngọc, vân vân, có rất là nhiều những thứ khác nhau. Thì cái cách thứ hai này các bạn cần phải chú ý một chỗ, đó là yếu tố marketplace, tức là những cái vật phẩm và NFT này các bạn có thể mua bán, trao đổi ra tiền thật hay không. Với một số game nó đã có cho ra NFT marketplace rồi, tức là kiểu như một cái chợ, các bạn có thể đem cái vật phẩm của mình kiếm được, các bạn lên cái chợ đó các bạn mua bán trao đổi vân vân, lấy tiền thật, đúng không? Còn đối với những game mà họ chưa ra marketplace, tức là họ chưa ra cái chợ, thì nếu như mà bạn có gọi là kiếm được vật phẩm trong game đi nữa thì vẫn chưa thể mua bán giao dịch được. Cho nên các bạn cần phải check xem dự án này đã tung ra cái chợ, cái marketplace hay chưa. Cái cách thứ ba mà có thể earn, là có thể kiếm tiền, là bạn làm quest daily và claim daily. Thì đối với một số game mà mình đã từng chơi thì cái yếu tố thứ, cái cách thứ ba này á, nó phần thưởng nó sẽ hơi thấp. Nói chung là nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào game đấy, các bạn check in, tức là mình bấm một cái nút là mình đã tham gia game ngày hôm nay, xong rồi mình hoàn thành một số nhiệm vụ là nó sẽ cho mình một cái token miễn phí, sẽ cho mình một lượng token miễn phí. Tuy nhiên thì cái lượng token này với một số game mình đã từng chơi thì mình thấy nó khá là nhiều.
nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn cứ tích góp ngày theo ngày thì một tháng, một năm hoặc là 6 tháng thì cái lượng token mà các bạn claim từ cái việc daily này nó, mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là đáng kể thôi. Hoặc là cũng tùy, lỡ như là giá token nó cũng sẽ tăng mạnh thì sao, đúng không? Chưa biết được. Rồi, cách thứ tư đó là họ sẽ cho ra một cái beta version. Cái beta version này là một cái phiên bản thử nghiệm, một cái phiên bản trải nghiệm game cho các bạn chơi. Thì họ sẽ cho ra, có thể họ sẽ cho ra mắt cái token testnet. Cái token testnet này là cái token chỉ sử dụng ở trong phiên bản beta version này thôi. Họ sẽ cho các bạn từ reward, tức là từ phần thưởng cho đến phí giao dịch ở trong game, tất cả mọi thứ sẽ được trao đổi và sẽ được chơi bằng token testnet này. Thì được gọi là token testnet cho nên là nó chưa quy đổi ra hay là chưa mua bán bằng tiền thật được đâu, và nó chỉ sử dụng xung quanh ở trong cái beta version, là cái phiên bản thử nghiệm này thôi nha. Ok, vậy thì mục đích của họ là như vậy, là để mình sẽ có thêm trải nghiệm, mình sẽ lấy thêm kinh nghiệm. Rồi nếu như mà có trục trặc gì, vấn đề gì khi chơi game thì mình sẽ feedback cho đội ngũ ở trong game. Họ sẽ theo dõi, họ sẽ cải thiện lỗi, fix lag, rồi nhận feedback từ mình. Hơn nữa là đối với một số game thì sau cái phiên bản beta version này, trước khi mà họ tung ra cái phiên bản chính thức á, thì họ sẽ thưởng random cho những người chơi thử. Ví dụ như trên này là một người chơi thử, trên này có những cái feedback tốt hay gì đấy, thì họ có thể chọn lọc ra trong 5.000 người chơi thử đó, họ sẽ thưởng random, họ sẽ quay số ngẫu nhiên hay là cách nào đấy mình không biết, nhưng mà thưởng một cách ngẫu nhiên cho những người chơi game thử. Hoặc là họ sẽ ra một cái cơ chế là first come first serve. First come first serve là những người nào thử cái phiên bản trải nghiệm này trước thì họ sẽ được nhận, airdrop token trước, hoặc là NFT vân vân. Hoặc là họ sẽ mở một cái pool reward, như là mình đã nói lúc đầu đúng không, cái pool reward là một cái pool phần thưởng gồm bao nhiêu đó token họ sẽ thưởng cho những cái top user. Ví dụ như Jenny là một trong những người chơi cái phiên bản thử nghiệm, mình có những cái feedback chất lượng, mình đóng góp rất nhiều cho hệ sinh thái game, và mình chơi game mình cũng chơi rất là đàng hoàng, mình có top rank ở trong đấy hay gì đấy chẳng hạn, thì họ sẽ chia cái pool reward này cho những người chơi game mà đóng góp tốt như là Jenny chẳng hạn. Đó, thì đó là bốn cách mà các bạn có thể earn được từ những game mà mình thấy trong thời điểm hiện tại, khi mà họ không có cần bạn bỏ vốn ra ban đầu, thì họ sẽ cho các bạn bốn cách này để các bạn earn. Ghost & Chain là một tựa game thẻ bài tương tự như Yu-Gi-Oh hay Hearthstone, và hiện tại giao diện của game thì mình thấy dùng tiếng Anh khá là nhiều, cho nên nếu bạn có tiếng Anh cơ bản thì đây sẽ là một lợi thế lớn. Về gameplay thì mình đánh giá game này khá là khó chơi vì phải tư duy và dùng não rất nhiều. Game có hai mode chơi, đó là đấu với máy và đấu với người. Tuy nhiên thì mỗi ván bạn cần phải dành ra một lượng thời gian đáng kể, đó là khoảng từ 10 đến 15 phút hoặc hơn. Một điểm mà mình thích đó là game có chế độ Direct Challenge, tức là các bạn có thể chiến đấu 1-1 với bạn bè của mình để solo so trình, khá là vui. Sau khi các bạn đăng ký và tải game về máy thì nhớ bấm vào Arena và hoàn thành xong phần hướng dẫn, bạn sẽ được tặng 3 gói bài, và khi các bạn mở 3 gói này ra sẽ được lượng bài đầy đủ để giúp các bạn chơi game. Nói về vấn đề kiếm tiền từ game thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn bán NFT từ những thẻ bài hiếm, và cách thứ hai đó là các bạn kiếm token Ghost qua việc chơi game. Tuy nhiên, bởi vì token Ghost này vẫn chưa được phát hành, do đó thì tại thời điểm hiện tại các bạn chỉ có thể kiếm tiền bằng cách thứ nhất, cụ thể như sau. Khi bạn chơi thắng thì bạn sẽ được thưởng Flux. Flux sẽ được dùng để hợp nhất hai thẻ bài giống nhau trong bộ bài của bạn thành một thẻ bài cao hơn, và quá trình này thì được gọi là Forge. Khi mà thẻ bài có giá trị cao hơn, điểm cao hơn thì bạn có thể dễ dàng mua bán và giao dịch lấy ra tiền thật. Một điểm đáng buồn tại thời điểm hiện tại đó là do phí gas để đúc thẻ quá là đắt, bởi vì Ghost & Chain là một tựa game xây dựng trên blockchain Ethereum. Do đó thì nhà sản xuất hiện tại đã tạm thời đóng chức năng này. Nhưng đừng lo, vì Ghost & Chain đã hợp tác với ImmutableX, đây là dự án chuẩn bị bán public sale ở trên Coinlist vào ngày 8 tháng 9 tới. Để giúp người chơi giảm phí gas khi mà bạn đúc thẻ nên chức năng này sẽ được sớm mở ra thôi. Còn việc của bạn hiện tại là cố gắng kiếm ngày càng nhiều thẻ bài càng tốt để phục vụ cho chức năng Forge sau này khi nhà phát hành sẽ mở ra nha. Crazy Defense Heroes. Game này đã có mặt ở trên App Store và Google Play, cho nên các bạn có thể download và chơi thử ở trên điện thoại ngay lúc này. Về mặt gameplay thì mình sẽ không giải thích ở đây, bởi vì mình thấy game này rất là dễ chơi, các bạn chỉ cần mày mò vài phút là hiểu được à. Hoặc là đọc bài viết hướng dẫn của Co68 thì mình sẽ để link ở bên dưới ha. Về khía cạnh play to earn, làm thế nào để kiếm tiền từ việc chơi game này, thì game này sẽ cho ra mắt các reward pool, tức là những pool thưởng hàng tháng để người chơi tham gia. Và điều kiện tham gia mỗi pool là khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì đều yêu cầu về điểm kinh nghiệm XP. Điểm này sẽ được cộng khi bạn đánh thắng trận trong game.
Các bạn có thể truy cập vào website đó là crazydefensehero.com. Các bạn kết nối ví MetaMask và user ID của game vào. Thì game sẽ cho ra mắt reward pool mỗi tháng với những điều kiện khác nhau. Ví dụ như là tháng 7 vừa rồi thì mình thấy có một pool chia sẻ 750.000 token tower cho những người chơi có điểm XP ở trên 250.000, tương đương avatar đạt trên level 20. Các bạn lưu ý tower là token của Crazy Defense Heroes nhé. Trong những game thuộc danh mục đầu tư của Kairos Ventures và là game nằm trong top 10 cuộc thi MVP 2 do Binance tổ chức. Và vừa rồi thì Con 8 TV cũng có một livestream AMA trực tiếp với đội ngũ của X-War Games, các bạn có thể xem tại đây nha. Và để chơi X-War Games thì các bạn không cần phải bỏ vốn nha, các bạn chỉ cần vào website, các bạn kết nối ví MetaMask của mình vào thì tài khoản sẽ mặc định nhận được một card miễn phí từ game để trải nghiệm. Và lưu ý thì các bạn không thể rút card này về ví được nha. Chúng ta sẽ có hai cách kiếm tiền từ game. Cách thứ nhất đó là mình sẽ cho staking card. Các bạn dùng card vào staking mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng bằng X-War Game token. Tùy loại thẻ cũng như là tùy cấp độ sale của thẻ mà số phần thưởng các bạn nhận được sẽ khác nhau. Mình sẽ để một cái bảng ở trên video, các bạn hãy xem là tùy loại card và số lượng X-War Game kiếm được sẽ khác nhau như thế nào nhé. Thứ hai nữa đó là các bạn có thể đi chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Các bạn sẽ vào mục Mission, bấm Daily Check để điểm danh và hoàn thành Daily Task để kiếm thêm credit. Và các bạn receive awards để nhận được X-War Game token trong ngày hôm sau dựa vào số credit mà các bạn kiếm được từ ngày hôm qua. Về các trận đấu battle trong game, nếu như bạn thắng thì phần thưởng sẽ thường là 0.02 X-War Game token và đôi khi sẽ có 0.14 X-War Game nếu như bạn thắng khi đấu với card xịn hơn. Mẹo chơi X-War Game để có lợi nhuận cao hơn cũng như là chiến thuật kiếm tiền với X-War Game thì các bạn có thể đọc thêm bài viết của Con 8 về game này. Mình sẽ để link bài viết ở bên dưới nhé. Blank Cost. Đây là một trong những game mình đánh giá rất cao về độ mượt khi chơi, đồ họa thiết kế, mọi thứ đều rất là bắt mắt. Khi vào game, bạn sẽ được nhập vai thành một nhân vật trong game, chính là một con Blanco để đi khám phá thế giới trong game cũng như là thu thập những vật phẩm. Game hiện nay đã cho ra mắt chợ Marketplace để bạn có thể mua bán trao đổi vật phẩm. Các bạn có thể sưu tầm quần áo, trang phục, phụ kiện trong game rồi đăng bán ở trên Marketplace. Và ngoài ra thì bạn có thể tích cực tham gia cộng đồng game, theo dõi các sự kiện phát hành, những phiên bản trang phục limited, tức là những phiên bản giới hạn để mua bán lại kiếm lời. Hiện nay thì game đã hợp tác với một số nghệ sĩ nổi tiếng để tung ra các trang phục phiên bản giới hạn trong game. Khi mình nhìn vào những con Blanco này thì mình thấy khá là giống và mình liên tưởng đến hình ảnh của một con Beric. Tuy nhiên với trải nghiệm cá nhân của mình thì Blancos là một trong những game được đầu tư rất chỉnh chu và bài bản, rất đáng để các bạn có thể download game về và trải nghiệm thử nhé. Crypto là một game rất đơn giản và dễ hiểu. Các bạn chỉ cần chèn tiền để đẩy và thu thập coin cũng như là những con búp bê. Những con búp bê này sẽ được quy đổi ra Ethereum và sẽ có 22 loại búp bê khác nhau được tương ứng và được gắn với các giá trị Ethereum khác nhau. Khi mới bắt đầu chơi thì bạn sẽ có 30 games coin ở trong tài khoản. Nếu các bạn muốn thêm thì các bạn có thể bấm vào Buy PLA. Nếu số lượng coin của bạn ở dưới mức 20 thì sau mỗi 30 giây hệ thống sẽ tự động thưởng cho bạn một coin thêm vào. Những con búp bê hoặc là những đồng coin đặc biệt sẽ ngẫu nhiên được thả xuống nếu như mà bạn có ít nhất được 3 coin thả xuống ở dưới khay hay còn gọi là combo. Berserk là một NFT game thuộc thể loại trading card chiến đấu theo phong cách đồ họa 3D, nằm trong hệ sinh thái gaming của VulcanForge. Đây là một tựa game NFT play to earn khá là hấp dẫn và giúp các bạn có thể kiếm thêm được phần thưởng trong game. Lưu ý là game sẽ hoàn toàn miễn phí khi chơi nhé. Và để chơi game thì bạn cần thực hiện những thao tác sau. Đầu tiên, các bạn cần phải đăng ký tài khoản tại website này, mình sẽ để link ở đây. Sau đó, các bạn đăng nhập vào link sau để bắt đầu chơi game. Khi bắt đầu chơi thì game sẽ tặng bạn một bộ bài starter gồm có 30 lá và sẽ có hai loại bài chính là Creature và Spell. Bạn sẽ dùng bộ bài này để chiến đấu PvP với những người chơi khác và giành chiến thắng để nhận phần thưởng. Ngoài việc nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng thì người chơi sẽ được nhận Lava Token. Lava Token là một loại tiền tệ in-game của VulcanForge và thêm đó là vé xổ số thẻ bài mới. Lava Token có tính đa dụng khá cao trong hệ sinh thái VulcanForge và được dùng để nâng cấp thẻ bài, đất đai, lệ phí tham gia sự kiện, vân vân và đặc biệt là stake trong Play to Earn Pool để nhận PYR Token.
Vậy thì qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta có thể kiếm tiền được từ những game mà mình bỏ vốn ban đầu là 0 đồng, chúng ta sẽ kiếm bằng cách nào, cũng như là 6 tựa game mà mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể chơi và kiếm được lợi nhuận từ đó nếu như mà các bạn đủ kiên trì và các bạn có thời gian rảnh, các bạn muốn trải nghiệm thêm. Ok, thì hy vọng là các bạn thích video ngày hôm nay. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe cho Con68 TV, cũng như là bấm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Jenny và đội ngũ Con68 trong thời gian tới nha. Ok, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye!